Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tốc Sao Hoa. Hôm nay Cbiz sẽ có những thông tin mới và hot nào thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cập nhật nhé. Danh sách tứ đại đỉnh lưu nữ 2023 đã liên tục xuất hiện trên hot search Weibo nhiều giờ đồng hồ. Mới đây thì cư dân mạng đã chọn ra 4 nữ đỉnh lưu hàng đầu năm 2023 dựa trên mức độ phổ biến về lưu lượng tác phẩm thời trang và 4 cái tên đã được nhắc tới là Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử và Địch Lệ Nhật Ba. Ngay sau khi danh sách này xuất hiện đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ mọi người, nhiều người bày tỏ sự tán đồng đối với bốn cái tên trong danh sách và thừa nhận rằng ở thời điểm hiện tại không ai có thể vượt qua bốn ngôi sao này. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến bày tỏ không hài lòng và cho rằng đây chưa thực sự là bốn cái tên chính xác nhất cho tứ đại đỉnh lưu nữ 2023. Theo netizen, diễn viên phải nói chuyện bằng tác phẩm, tuy nhiên trong bốn người được gọi tên thì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử đã chứng minh được thông qua các tác phẩm chất lượng, còn riêng địch lệ Nhật Ba đến thời điểm hiện tại vẫn đang loay hoay đi chứng minh thực lực. Vì vậy, theo nhiều người, nếu xét trên yếu tố tác phẩm thì có lẽ địch lệ Nhật Ba không xứng đáng đứng trong top này. Triệu Lệ Dĩnh, quốc dân độ siêu cao bùng nổ lớn có lẽ vị trí của Triệu Lệ Dĩnh trong danh sách tứ đại đỉnh lưu nữ 2023 là vị trí không có gì để tranh cãi bởi không ai có thể loại nàng tiểu triệu ra khỏi danh sách. Tính đến thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao hiếm hoi vẫn duy trì được độ hot đủ cạnh tranh với các minh tinh thuộc thế hệ trẻ trung hơn, không chỉ sắt túi các dự án phim hàng đầu, Triệu Lệ Dĩnh liên tục trở thành cái tên được săn đón của các nhãn hàng cũng như các đạo diễn, ngoài ra thì Triệu Lệ Dĩnh còn có quốc dân độ siêu cao. Cô dân độ là sự phổ biến nhận diện với nhiều tầng lớp công chúng. Cô nàng còn được mệnh danh là con dâu, con gái của mọi nhà. Trong khi nhiều người đẹp cùng thế hệ của Triệu Lệ Dĩnh duy trì độ hot bằng cách tham gia show truyền hình, các sự kiện thời trang thì người đẹp họ Triệu vẫn chăm chỉ tham gia đóng phim và gặt hái được nhiều tác phẩm ấn tượng. Có thể nói trong lứa thế hệ 85 thì Triệu Lệ Dĩnh là người có thể dùng tác phẩm để nói chuyện. Mỗi một dự án phim ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận thì đều gây ấn tượng mạnh. Theo tin đồn thổi, sắp tới đây người đẹp sẽ được đề cử giải Bạch Ngọc Lan tại liên phim truyền hình quốc tế Thượng Hải. Dương Mịch, nhiều tác phẩm đại diện ngày càng hot là ngôi sao nhí dương mịch nổi tiếng trong showbiz từ khá sớm và có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn ở thời điểm hiện tại dù việc diễn xuất vẫn còn gặp nhiều tranh cãi nhưng không thể nào phủ nhận độ hot của dương mịch ở tuổi gần 40, dương mịch vẫn trở thành cái tên được nhiều người săn đón được các nhãn hàng tạp chí theo đuổi Bên cạnh phim ảnh, tài nguyên thời trang hay đại diện thương hiệu của Dương Mịch cũng khiến nhiều người phải ganh tị. Người đẹp sở hữu số lượng đại ngôn nhiều nhất nhì showbiz, độ hot chưa từng giảm trong nhiều năm nay. Ngoài ra, Dương Mịch luôn duy trì được vị trí của mình trong tứ đại đỉnh lưu nữ trong nhiều năm, kể từ khi bước vào showbiz từ năm 2011. Theo netizen, Dương Mịch xứng đáng được gọi là nữ đỉnh lưu bền lâu nhất làng giải trí. Dương Tử, quốc dân độ đoạn tầng lưu lượng cao nếu Triều Lệ Dĩnh là con dâu, con gái quốc dân thì Dương Tử lại là em gái quốc dân của Cbiz. Xuất phát điểm là ngôi sao nhí, ngay từ khi còn nhỏ, Dương Tử đã nhận được sự yêu thích của khán giả xem phim. Từ năm 7 tuổi, Dương Tử đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình bằng một vai phụ trong bộ phim truyền hình như Thoát khỏi núi. Tác phẩm đáng nhớ nhất của Dương Tử là Nhà có trai có gái, khi ấy người đẹp vừa tròn 13 tuổi. Đây là bộ phim truyền hình giúp Dương Tử trở thành em gái quốc dân nổi tiếng khắp Trung Quốc. Thời điểm đó nhiều người có thể không biết rõ Dương Tử là ai, nhưng không thể nào quên vai diễn Hạ Tuyết. Cũng từ đó, Dương Tử cũng từng bước nỗ lực chứng tỏ mình qua nhiều tác phẩm như Hương Mật Tựa Khói Xương, Cá Mực hà Mật. Địch lệ nhiệt ba, lưu lượng siêu cao, tài nguyên thời trang nhiều nhất nhì trong showbiz Vị trí của địch lệ nhiệt ba ở top 4 nữ đỉnh lưu 2023 được xem là vị trí gây tranh cãi nhất. Theo nhiều người, nếu xét về lưu lượng và thời trang thì có lẽ địch lệ nhiệt ba không thua kém ai, nhưng xét về tác phẩm thì không thể nào đứng chung mâm với những người đẹp còn lại. Theo Sina, địch lệ Nhật Ba là ngôi sao 9x nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay, nhưng chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều ý kiến bênh vực địch lệ Nhật Ba và cho rằng, dù chưa có tác phẩm quá ấn tượng nhưng độ hot hiện tại của người đẹp không ai có thể phủ nhận. Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.